làm được cái chuyện của nó thiệt không? Cứ thử đi. À, chịu thôi. Còn hai chị Hằng nè, không sao nè, nó 240 cho khỏi thói đau cái này cộng này luôn 200. Ờ khỏi thói trời ơi, bây giờ xe này nặng chịu không? Giờ bác sửa xe chi vậy bác? 500 chi vậy? Để cho người ta ăn. Ok được. Trời ơi, tôi mua nửa xe nha mọi người nha. Tôi sẽ mua nửa xe của bọn Nhi, tính mua một xe tại vì sợ mà mọi người ăn nhiều dầu mỡ ra hỏi. Ê, không có đau, không có đau. Không có đau. Thiệt. Ở trong đòn, mà ví dụ mình mua hết này mình đem vô đòn, mà nhiều trong đòn. Ở nếu mà mình mua hết rồi thì là bọn Nhi còn đâu mà đáng chút hả? À, bọn Nhi còn. Còn chủ đông. Còn chủ đông luôn rồi nha. Đông cho mọi người. Ê, chạy chồng lấy tiền, em hết tiền rồi. 500 thiệt đúng không? À, không chịu đi. Rồi, lấy hết xe của bọn Nhi. Ôi trời ơi, rồi hết xe. Bây giờ, tại vì là bọn Nhi là nói chung là nó cũng là cái gì, là cái gì thông minh á. Ừ, là sao vậy? Thông minh nó, nó khỏe khoắn á, cho nên là tôi sẽ mua hết xe của anh chịu nha. Ơn nha. Không chịu à, luôn cái dĩ với lại cái tủ lạnh nha. Trong tủ lạnh tội như thì ra hơn mua hết. Má tuần nhớ luôn đi má, nó dọn nguyên cái sạp nó lên sân khấu luôn đi má. Cái gì vậy? Trời ơi, là mẹ đi cho ta ăn tóc vô rồi. Rồi ok. Để chiên sớm luôn. Nếu mà trong 3 phút không xong thì không. Không, đây là bán cái gì chiên cho có thể vượt lên chính mình. Ồ, đúng rồi. Rồi, trong 3 phút chiên chiên gì bà? Ở tranh thủ đi. Ok. Tranh thủ đi. Lấy 100 nữa hả? Đó, anh Trâm vậy là còn 900. Anh đã lấy 100. À, không có. Nhi sẽ lấy thêm đồ trong tủ luôn. Ôi, Nhi sẽ bù đủ chiều. Trời ơi, là trời. Mẹ Nhi sẽ bù đủ chiều. Bé thì kỳ vậy trời. Dở thôn rồi. Chị gài rồi mọi người ơi. Nó còn 1 triệu, cái mình cái có người một người mua 100, cái mình vẫn còn 1 triệu mọi người. Bây giờ cái gì làm? Nhi lấy đồ tử với đường cho tôi đủ 1 triệu. Ok nha. Thật ra nó còn biết không, Xuyên đang gặp đại gia mọi người. Một ngày đại gia cho Xuyên tới 150 lận. 150 gì vậy? Ngàn á. Trời cho 150 làm gì ta? À, nó tuần lễ thì đủ 1 triệu. Có đủ tiền ủng hộ mình như vậy không? Thấy cái đại gia mưa. Mọi người ơi, đi chơi lô tô đi nha mọi người. Thứ bảy này em sẽ diễn chủ đề lễ hội trái cây nha mọi người nha. Mọi người thấy không, mọi người diễn chủ đề lễ hội trái cây là cái đầu mọi người giống trái dừa đúng không? Ất hồng. Ủa anh này đâu? Anh đi. Anh đứng xuất ra chứ để đây. Cái gì vậy má? Anh đồng tính mình sợ. Ủa chứ mày là gì? Đây. Đây 1 triệu nha quý vị. 1 triệu nha. 1 triệu tiền tươi. Tiền tươi, tiền đẹp, đàng hoàng nha. Đó. Đây. Trời ơi. Ơi tao không có đi làm gà, tao không còn mày làm gái. Cảm ơn tôi đó. Dạ, cảm tạ công đức cúng dường của tôi bụng nhiều. Hết xe nha mọi người. Nhưng mà mọi người nhớ là một lá mọi người quay á, mọi người kỹ cho tôi là coi có đủ 1 triệu không nha. Trời ơi. Nhiều khi nó bỏ 950 là 903 gì đó. Mình là mình không biết được mọi người ha. Trời ơi. 1 triệu thì nên là cho luôn cái thùng này. Ok. Là có bao nhiêu tỏi đưa hết. Mà giống như là mày tiệt đường rồi, không cho tao bán thêm nữa phải không? Lấy cái này luôn. Đấy, tự lấy. Ủa? Thì tao mua hết rồi mày có bán nữa đâu mà mày ấy, tao lấy hết. Lấy tiền bao thì mày. Thôi. Không. Anh còn bắp nhiều nó trơn quá mọi người. Trơn đi. Thì tôi phải còn cái trơn cái nhớ. Thôi. Trời ơi, vậy đó. Cảm ơn tôi nhiều nha. Chẳng mấy anh chưa có bờ đi uống nước, đi uống nước này ta. Quay chỗ khác đi, quay chỗ khác. Bà giải quyết lúc này đi. Đi mua nước rồi giờ bắt mình trả tiền. Không. Cái gì? Lại gặp bà, lại gặp các sư. Lại gặp các sư. Rất là sợ. Bà ăn uống. Ăn uống bắt mình hết trả tiền. Bà ăn cái gì là bao thì tao trả tiền. Rồi đó. Hai mọi người. Chào đón mọi người đang trở lại chương trình. Chào tạm thôi. 1, 2. Hello mọi người. Chào cờ hả? Nghiêm. Vậy quốc ca thì quốc ca của BD đúng không? Ừ. Đời em BD đúng không? Tôi nghe dở quá, tôi bây giờ tương tác với khán giả nè, trả tiền đi mày á. Ủa năm không có 5 ngàn thôi. Đúng rồi, của Diệp Nhiêu đã rồi.
Dạ rồi đó. Ủa dạ rồi, dạ thì đây. Ờ chưa chưa. Bà nói mà mượn 20 ngàn đúng không? Ừ. Rồi lấy 20 ngàn 4 tờ nè. 4 tờ đây nè. Dạ vậy quá. Dạ rồi. Ủa? Giữ đi, giữ đi. Ok, cảm ơn Minh. Giữ đi. Rồi lấy 20 ngàn luôn, tiền luôn, Minh làm như vậy. Rồi bây giờ chị. Chị mời ăn chút uống đi. Ờ, em ơi, em làm cho chị uống đi nước lọc đi. Để mời. Bà nói. Ta quay mình cho uống nhạc hoàng. Ok, em cho chị hai ly trà táo 4 người chia ra người hai người hai người một ly. Trời ơi, một ly em 8 người uống. uống gì không có lây rồi. Không đâu, mình uống tuy là cái ca chung nhưng ra uống riêng. Nhưng cái ke thì ke chung. Ờ, nếu mà cô biết thì uống chung luôn. Rồi. Tức là ăn thì đẳng thì biết nhiêu tiền rồi đó. YouTube mang một ghi đi chị. Ok. Ủa? Đó. 1, 2, 3, 4 ly. 4 ly. 5 ly. Lát lấy cho anh bác luôn. 5 ly. 5 ly đặng trăm đúng không? 4, 5 ly. Rồi. Bây giờ dĩa này nhiêu? Dĩa 20 ly. 20 ly. Cái này nhiêu rồi? Chị chở này chị đút ra dùng thức ăn. Rồi ghé quá à. Đang quay đúng không? Đúng rồi. Để em à. Ê, ướt quá. Ê, có nghe hồi nãy bà lộn luôn rồi, tạm lắm á. Ok, bà lộn rất là chung. Rồi bây giờ mình cua lại. Nuốt lại. Ừ. Rồi. Không ai cũng ăn luôn. Quá trời luôn chị ơi. Rồi, đút người ta ăn đi. Dở chưa, bây giờ mọi người ơi. Em sẽ đút ăn dùng thức ăn nè. À, mời mấy anh YouTube ăn với em. Ok. Anh YouTube nào muốn ăn trước nè? MCT. Loto MCT. Rồi. Ok, em đút cho anh YouTube MCT trước. Vậy thì mấy anh đi quay cái ảnh đi. Anh đi quay cho ảnh anh YouTube ăn. Quay nè, áo bụng ra, bụng tròn ra lỡ rồi. Cái miệng còn lủng rồi. Thì Su Su ơi, chị không thích cái mùi ngon của em đâu nha. Dùng ra mùi chanel. Mùi này là mùi chanel cho mọi người. Bây giờ tới ai nè? Cái anh này nè. Anh thì lửa cái mùi vừa cua này nó nhỏ nhỏ lùng lùng cho mạnh đi. Cái này ít quá à. Ủa, cái này mình chăm cái gì được ta? Rồi nè đó. Hai vô. Ủa cái miệng đi. Su ơi, có giờ mọi người ơi, YouTube mà ăn không á thì buồn lắm. Su Su sẽ quặm nửa cái nút danh YouTube kia chứ. Dạ không, thì người ta hối cái gì. Chơi luôn hả? Ủa chơi không có dâm đạn nó đâu mà gì quá. Không rồi là chúng ta có thể có ai nè. Có như có ai chị cố nè. Chị cố anh tâm. Nghe chị cố. Rồi, cái chừng đuổi cái móng không chậm. Má miệng ra ba. Má miệng ra ba. Trời ơi. 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 Em không ăn nha. Không bà ăn. Bà vô đây bà. Trời ơi. Hey. Bà không ăn. Bà không ăn tôi ăn bà. Bà hết rồi. Bà em tôi. Còn ai cố là tới ai. Ơi. Trước khi ăn á, mình phải khử khuẩn. Ăn ok đi chị. Mình phải tắm. Em đi để nước cho chị nè. Rồi trước. Ok. Ok. Đang đầu mối. Ở đây. Hả? Chị kéo cái lá ra đi. Vừa thôi. Cười quá, cái lúc anh ăn cười quá à. Nó làm
nó làm em thèm, muốn bận như cấp ghê không? Cảm giác ghê không? Cảm giác là nó ơi bê mà nó không có vừa cái miệng, nó nhỏ quá. Thôi bà nội, cá thị rút lại đi cá thị. Má tức tôi cho ăn rồi. Giờ đăng quang rồi. Tô ăn á là mình không, mình đừng có làm thế cái kiểu mà bình thường một người ai ăn su su làm như chó ăn em rất là ngon á mọi người nha. Ừ thôi hả mọi người ơi, thôi để chị em vô thay đồ mời tu mời ăn nước mà ăn hết chưa. Đây em mời chú Đốc nè. Đây là Su Su chủ tàu Hương Nam. Mời lên chân tháp 15. Đây là mình làm từ thiện, mình phải lấy người vậy. Dạ xin gửi lại Loto MCB, ê lộn em, Loto TV. Gửi Loto TV à? Dạ. Giải chiến Việt 24 giờ. Giải chiến Việt 24 giờ. Giải chiến Việt 24 giờ ạ. Dạ. Sao được 24 giờ số thì mà cứ làm từ thiện bữa nay cứ 5 mình nước làm 3, 2. Dạ xin mời mấy anh gửi điện lại cho mình nghe. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Mọi người nhớ theo dõi đăng ký là Loto Nam và tất cả các anh chị em trong LGBT tại Tiểu Thương. Đăng ký